Thêm anh ơi. Nên đây không? Cái này là rất là hiện đại. Nó phải hiệu quả anh ạ. Quá hiệu quả. 3 người bằng 8 người đây. Đấy, hôm nay anh làm phun thử tháng 3 đây, anh thấy 3 người phụ ở đây là gầm 3 người bằng 8 người đi phụ. Anh bảo 8 người phụ ở đây. 8 người đi phụ bây giờ là 8 và 2 phụ với 2 chủ phụ. Nó vẫn 3 người. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay Sodo, anh em kỹ thuật Sodo bàn giao máy cho anh Uyên ở. Cái này là ở Bắc Giang, anh đang làm cái trường học. Đây là xã gì anh nhỉ? Trường học gì nhỉ? Cái gì anh nhỉ? Bắc Lý Hiệp Hòa đúng không ạ? Bắc Lý Hiệp Hòa đây nhá anh Uyên đây nhá mọi người nhá. Đấy, anh chủ thầu anh đang làm cái trường học. Trường cấp 2. Đây anh phun lên tầng 3 ấy. Đấy anh phun lên tầng 3. Lát tôi lên trên quay cho anh em xem nhé. Đây anh đang phun trên tầng 3 nhé, trong phòng tầng 3. Đấy, máy bơm rất là khỏe. Ôi, các chị các cô cầm phun nước. Bê tông mới hỏng đúng không ạ? Cho tôi về luôn rồi ạ. Đây nha. Thêm anh ơi. Nên không? Cái này là rất là hiện đại. Nó phải hiệu quả anh ạ. Quá hiệu quả. 3 người bằng 8 người. Đây hôm nay anh làm phun thử tháng 3 đây, anh thấy 3 người phụ ở đây là gầm 3 người anh bằng 8 người đi phụ. Anh bảo 8 người phụ ở đây. 8 người đi phụ bây giờ là 8 và 2 phụ với 2 chủ phụ. Nó giảm, nó giảm được ít, giảm được công cụ nhiều anh ạ. Là phải tính là từ công gì sàng cát này, sàng cát công vỏ xi nhiều lắm. Từ đó cuối đấy anh thợ chia sẻ vừa là áp dụng cái máy.